Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm sợi bánh canh ép từ chai nhựa. Cách này thì sợi bánh canh vừa bóng, trong, dai và cũng rất là đẹp mắt luôn. Và để làm được món này thì ở đây mình chuẩn bị là 100g bột gạo nè các bạn. Và 200g bột năng. Thêm một ít xíu muối nữa. Và 400ml nước. Rồi ở đây là mình sẽ lấy ra là 100g bột gạo. 100g bột gạo là gần bằng một chén đó các bạn. Khoảng 7 phần của cái chén ăn cơm này nè. Là một phần bột gạo là mình dùng là 2 phần bột năng. Và mình trộn lẫn lại với nhau. 400ml nước thì mình cho vào trong cái chảo hoặc là cái xoong. Cho một ít muối vào đây. Sau đó là mình xúc khoảng là 2 muỗng cà phê bột thôi các bạn. Phần này mình nhắm chừng thôi, khoảng là 2 hoặc là 3 muỗng cà phê bột. Cho vào phần này và mình hòa loãng lên. Và phần này thì mình bắt lên bếp mình nấu cho nó sôi nha các bạn. Rồi cái phần nước này nó sôi lên rồi. Và cái phần bột lúc này nó đã chín rồi đó. Nó trong lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ vào trong cái thau bột này hết. Và trộn cho nó đều lên. Phần này thì sau khi mình trộn xong là nó dẻo dẻo nè. Làm như vậy thì nó có cái độ kết dính, mình vắt ra cho nó dễ. Ở đây là mình chuẩn bị một cái chai nhựa nè các bạn. Rồi ở trên cái phần nắp thì các bạn đục một lỗ. Và cái phần đục lỗ này thì các bạn làm nóng cái đầu đũa ăn của mình đó. Sau đó là mình xiên vào trong cái nắp nè. Chai nhựa này thì các bạn chọn là cái chai mũ dẻo để mình bóp cho nó dễ. Phần này thì cái bột này thì nó hơi dẻo dẻo đó các bạn. Các bạn dùng cái muỗng có cái mũi nhọn thì mình gót vô đây. Do ở đây là có một lượng bột ít à, cho nên là mình dùng cái muỗng mình múc vô như vậy. Còn nếu như các bạn mà làm với số lượng nhiều thì mình đổ vào trong cái quặn hoặc là cái ca có cái miệng nhọn mình gót vô cho nó dễ nha các bạn. Rồi như vậy là mình đậy nắp lại. Rồi cái lượng bột còn lại thì để khi nào mình vắt xong rồi đó thì mình sẽ cho vào trong chai thêm. Và bắt một nồi nước thật sôi lên. Khi mà nước nó sôi lên rồi đó thì mình sẽ bóp cái chai nhựa này nè, mình vắt vào đây. Phần này mình bóp mình kéo một đường dài rất là dài luôn. Do là mình làm cho các bạn xem đó, mình làm những cái cọng dài dài như thế này nè. Còn nếu như nhà mình ăn á thì mình làm cái cọng cũng vừa vừa thôi các bạn. Khoảng là bằng 4-5cm là được rồi. Phần này thì chiều dài các bạn cũng có thể là điều chỉnh theo sở thích của mình. Mình nấu với mức lửa lớn nha các bạn. Rồi mỗi khi mình vắt á thì mình cách nhau khoảng là 1 phút. Cho những cái sợi bánh canh này nó đừng có dính lại với nhau đó. Phần này thì mình nấu với mức lửa lớn, mình đợi cho nó nổi lên mặt rồi mình mới dùng đũa mình xơ.
sau khi mà nó đã nổi hoàn toàn lên mặt hết rồi. Bây giờ mình lấy đũa mình xơ được rồi đó các bạn. Phần này thì mình xơ qua xơ lại rồi mình vớt nó ra được rồi. Làm cách này thì những sợi bánh canh nó vừa trong dai và bóng, nhìn cũng rất là đẹp nữa. Rồi mình sẽ cho vào trong thau đá lạnh. Không có đá thì mình cho vào trong thau nước lạnh luôn cũng được. Làm như vậy là lần lượt khi nào mình bóp đến khi nào cho nó hết luôn. Rồi sau khi mà phần bánh canh mình đã vắt xong rồi nè các bạn. Những sợi bánh canh này nhìn rất là trong dai luôn. Sợi bánh canh này thì các bạn dùng để nấu món mặn nè, hoặc là bánh canh ngọt. Nếu như mà mình nấu bánh canh ngọt á, thì mình khỏi trộn dầu ăn vào đây nha các bạn. Còn nếu như các bạn mà dùng để nấu bánh canh mặn á, thì mình cho vào trong cái sợi bánh canh này một ít dầu ăn. Mình trộn lên đều, cho những cái sợi bánh canh này nó đừng dính lại với nhau đó. Và nhìn nó cũng bóng đẹp nữa. Rồi như vậy là cách làm sợi bánh canh ép từ chai nhựa của mình đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.